Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được nghiên cứu từ gần 15 năm trước. Lúc đó quy mô GDP của Việt Nam mới chỉ khoảng 147 tỷ đô la Mỹ, thì con số 56 tỷ đô la Mỹ tổng mức đầu tư cho dự án chiếm tới 38% và đẩy tỷ lệ nợ công lên gần mức 57% GDP, là mức cao gần chạm ngưỡng cho phép. Đến thời điểm này, khi nhu cầu vận tải tăng cao, quy mô nền kinh tế năm nay dự báo đạt trên 465 tỷ đô la Mỹ, tức là cao gấp hơn 3 lần so với năm 2010, thì nguồn lực để đầu tư cho đường sắt tốc độ cao là 67 tỷ đô la Mỹ đã không còn là trở ngại lớn. Đến năm 2027 dự kiến là chúng ta khởi công thì quy mô nền kinh tế của chúng ta đạt khoảng 560 tỷ đô. Thế thì với cái quy mô tiềm lực nền kinh tế của chúng ta như thế thì hoàn toàn có thể đáp ứng được. Cái qua đánh giá của tư vấn thì cũng hoàn toàn có khả năng đáp ứng được cái yêu cầu về khả năng cân đối nguồn lực đầu tư. Liên quan đến hình thức và nguồn vốn đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đề xuất đầu tư theo hình thức đầu tư công bằng cả vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ và vốn vay. Hạ tầng mà chúng ta đang dự kiến là sử dụng nguồn đầu tư công và phần phương tiện thiết bị thì sẽ sử dụng vốn vay. Và sau đấy sẽ giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là đơn vị kinh doanh và trả nợ cái vốn vay đó. Cái sắp xếp này thì chúng tôi cũng đã đi tham khảo học tập ở 6 quốc gia và cũng trên cái cơ cấu chi phí gần như là theo như vậy. Dự kiến với phương án bố trí vốn trong khoảng 12 năm, bình quân mỗi năm sẽ cần đầu tư khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ, tức khoảng 145.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành. Vấn đề thu xếp nguồn vốn cho dự án cũng đang có chiều hướng thuận lợi hơn trong thời gian tới. Đánh giá của Bộ Tài chính cho thấy, nếu được thông qua, đến năm 2030, dự án hoàn toàn đáp ứng được 3 tiêu chí về an toàn nợ công, nợ chính phủ và nợ quốc gia đều thấp hơn mức cho phép từ 5 đến 15%.